xin chào các bạn. Hero Kiến Khôn xin chào các bạn. Hero Ken xin chào các bạn. Hero Ben xin chào các bạn. Hero Tiên Lũ xin chào các bạn. Hero Vinky xin chào các bạn. Hi. Hero có mặt ở đây là để chia sẻ một cái niềm vui. Đó là Hero rất là hạnh phúc khi được các bạn ủng hộ nhóm Hero trong hạng mục nhóm nhạc được yêu thích nhất do Zing M3 thực hiện. Và chương trình đó là Zing Music Award. Nhóm Hero trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới hiện nay thì cũng được rất là nhiều các bạn trẻ đón nhận. Và trong thời gian sắp tới đây thì nhóm Hero cũng sẽ xuất hiện với một phong cách đầy ấn tượng và mạnh mẽ. Trong đó thì cũng có rất là nhiều sự kết hợp rất là đặc biệt và thú vị. Cũng như là các bạn đang chờ đấy, chắc là Ken cũng rất nóng lòng muốn nói ra một điều nào cho các bạn nghe đúng không? Là trong thời gian sắp tới nhóm Hero là sẽ bật mí sớm cho các bạn hãy chờ nhé. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ cho nhóm Hero nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Điều gì đến sẽ đến, nếu kéo chỉ đau lòng nhau. Mà cô đơn rưng rưng khóe mi đêm về ai thấu. Giờ mới hay con tim lạc lối đi đâu về đâu. Nhìn lại sau lưng bao nhiêu lời hứa đã phai từ lâu. Dù anh biết đã sớm đến lúc buông tay người đi. Lại cây đôi khi ngấn lên sao mà hoang phí. Vì nghĩ suy bao đêm dày xéo yêu em làm chi. Từng ngày bên nhau anh không thể sống mang thêm hoài nghi. Yeah, yeah, yeah. Give me đêm trắng hãy cho lòng anh được yên và give me đêm vắng sẽ quên được em mà. Dành thời gian yêu thương ngập tràn quanh em, ôm nâng yêu từng phút. Chào tất cả các bạn khán giả của Zing M3. Ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy là một ngày làm việc của Thu Thủy. Thì Thu Thủy đang thu âm một ca khúc rất là mới. Bí mật sẽ được bật mí cho tất cả các bạn đó. Sau khi album Microphone của Thu Thủy phát hành thì Thu Thủy đã nhận được rất là nhiều những sự ủng hộ từ phía các bạn. Và Thu Thủy rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cũng như là luôn luôn quan tâm với những bước đi mà Thu Thủy sắp tới thực hiện những dự án của mình. Đây là bài hát mà Thu Thủy rất là yêu thích và hy vọng là nó sẽ ra một cái MV lung linh để gửi tặng cho tất cả các bạn. Và Thu Thủy rất là vui trong thời gian vừa qua thì chương trình Music Award các bạn đã bình chọn cho Thu Thủy rất là gay gắt. Và trong thời gian tới thì hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn nhớ đến Candy và ủng hộ cho Thu Thủy để có thể đứng được cái thứ hạng mà cũng như là Thu Thủy biết được những tình yêu cũng như là sự quan tâm của tất cả các bạn đã dành cho Thu Thủy như thế nào nhé. Và chúc cho tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh an lành.